Hello. Hôm nay có một bạn bạn ấy mua nhôm và gửi mình uốn mấy cái vòng. Thế nhưng nó lạ lắm, cho nên là mình review lại để anh em xem cho đỡ buồn. Chính vì nó rất lạ nên trước khi xem video thì anh em cho xin một like. Và quan trọng nữa là bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé. Cảm ơn trước vì điều đó. Và thông báo với các anh em thợ nhôm kính là xưởng mình vẫn ở chỗ cũ nhé. Số 369 đường Hữu Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội. Thì cái vòm mình uốn hôm nay ở đây là nó siêu dài đấy và nó siêu giãn. Doãn như thế này thì đúng ra là mình chạy một lượt thôi là cũng có thể là được xong vòm rồi. Nhưng mà mình theo cái thói quen thì mình cứ luôn luôn để cái số lần uốn là chẵn nhé, để khi mà gặp trường hợp nó có vai ấy, thì nó sẽ đều vai hai bên. Thì bạn này bạn yêu cầu mình là chỉ uốn thôi nhé, rồi về bạn ấy sẽ tự làm lấy. Mục đích là nó giảm chi phí, thứ hai nữa là nó tăng cái tiền công của người ta lên. Thì xưởng mình thì ngoài dịch vụ uốn vòm từ xa, tức là các bạn ngồi ở nhà từ xa các bạn có thể gửi đơn hàng được thông qua Zalo, là các bạn chụp hình lại và các bạn gửi yêu cầu là mình sẽ phục vụ. Ngoài uốn ra thì bạn nào thấy khó quá thì nhờ mình uốn thành phẩm luôn. Về các bạn tự cho kính vào là ok, nó vừa nhanh vừa gọn vừa nhàn người. Đấy, những cái vòm doang doãng mà vân gỗ ấy, thì khi uốn xong và làm thành cái dây cung ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng gần 2,9 m nhá. Đấy, rất là dài. Chiều cao của cái dây cung này thì nó rơi vào 38 phân thôi. Thì bản thân mình thì cũng ít gặp cái vòm như thế này cho nên là mình thấy nó rất là lạ. Ở đây thì máy mới này, mọi thứ nó đều mới cho nên là uốn xong là nhìn cái vòm nó rất là mượt mà, óng ả. Nói chung là nó vẫn còn cái độ bóng như là lúc ban đầu. Bạn nào mà ở xa xa xôi thì mình có thể mình làm thành phẩm và mình bọc vào cẩn thận, mình chuyển qua đường xe lên tỉnh hoặc chuyển phát nhanh. Đấy thì anh em mà có nhu cầu thì cứ gửi đơn sớm nhá, chứ đừng để như là trường hợp là nước đến chân với nhảy mới gửi xong lại bảo là mình làm nhanh để cho em lấy thì nó rất là khó, mình không thể sắp xếp được. Đấy, thấy chưa? Anh em nhìn thấy uốn xong nó siêu giãn như thế này. Anh em thử đoán xem là những cái vòm này nó thường nó nằm ở vị trí nào mà nó lại làm giãn như thế này. Thử đoán nhanh trong vòng 1 phút. Đấy là vậy là mình chỉ cần là làm dưỡng hoặc là làm rập bằng cái bìa cắt tông này là được nhé. Chứ có bạn cẩn thận quá thì làm bằng cả cái alumi, cái tấm alumi thì cắt nó vừa lãng phí mà vận chuyển mang đến nó rất là khó. Thì những cái dưỡng cái rập này thì các bạn có thể gấp vào, nhỏ vào các thứ đi là rất là dễ dàng. Chứ không cần phải dùng đến cái tấm alumi làm gì đâu. Nhiều bạn thì bảo làm gì có cái bìa các tông nào mà to thế. Thì thực ra là mình dùng băng dính mình dán nối nó vào cũng được nhé. Không nhất thiết là phải tấm to đâu, mình cứ nối nhiều cái vào xong mình đo mình cắt thôi. Thì đây là cái hình thù mà khi về họ sẽ làm như này, mình đoán vậy. Đấy, nó có hai cái vai thẳng xuống và một cái thanh ngang ở dưới nữa. Thì những cái vòm dài mà giãn này thì có khả năng là làm 100% là vào những cái vị trí là cửa đi chính nhá. Đây cũng là một kiểu vòm rất là đẹp. Cảm ơn tất cả anh em đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.